Kiểm tra bạn học bài chưa? Trời ơi, vẫn hay giỡn. Hôm nay đâu có kiểm tra. Nói thiệt ở đâu có nói giỡn. Trời ơi, tôi chưa học bài. Mà không học bài sao thi? Trời ơi, đâu có sao đó. Con bạn thân ngồi kế tôi nè, nó học giỏi lắm. Nó nghĩ rồi. Trời ơi, mấy người sao mấy người không kiếm tôi sớm sớm? Tôi á là tôi học bài chăm chỉ lắm luôn á. Trời ơi, cuối cùng cũng có người cứu rồi, để tôi gánh cho. Ủa nhưng mà bà học chung mấy giờ chứ chung 6 khó lắm mà kiểm tra toàn là chung 6 không mà. Cái gì kiểm tra chung 6 hả? Chứ sao? Chết rồi, tôi học nhầm chung 5 rồi. Trời ơi, thần đồng đất diệt ở đây mà không ai hỏi hết trơn vậy. Mấy cái bài này á, tôi học đi học lại 4-5 lần rồi đó. Trời ơi, gì giỏi vậy? Trời, học đi học lại 4-5 lần luôn hả? Trời ơi, ở lại lớp 4 năm rồi. Mấy cái bài này làm nhừ tử hết trơn. Trời trời, nói chuyện y tín ghê nha. Ở lại lớp 4 năm là bài 4 năm hả? Trời, bình thường tôi rớt là giống quá á. Trời, mấy môn kia là tôi đạo hàng mà ra đạo.